Ta-da! Bữa nay một góc quay mới và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dear Tarot tâm sự cùng người lạ Tara. Ngày hôm nay thì quay một cái góc mới nó hơi kỳ là góc chiếu cho trong gương. Và đây chính là Meta mới cùng với Dear Mon và những người bạn. Hôm nay thì có bé Nguyễn Thanh Thiện Nhân và bạn của bé đang ở tầng 1 của Meta. Đây là Meta mới, đã lâu lắm rồi thì mới lên một cái chiếc clip gọi là quay ở trong Meta. Và ngày hôm nay lý do tại sao tụi mình lại quay một chiếc clip vậy, Nguyễn Thanh Thiện Nhân có thể cho chúng tôi biết không ạ? Hôm nay tụi mình sẽ mở khui bài. Khui bài tên là Sevirot Tarot. Về bài năm là... 1 bán hết 3 bộ rồi nha. Và đây đang là một siêu phẩm siêu hot hit trong giới tarot hiện tại. Đã không còn thời gian để mà mua bộ này nữa đâu các bạn ơi. Nên hãy mau nhanh chóng đến với Metaphysics, bởi vì tụi mình có sẵn bài ở đây nho. Nè, mở ra cho thấy biết là đồ thiệt bà. Đây Germany nha, chứ không phải là hả Made in China nha má. Rồi ok, chúng ta cùng nhau vô rồi, phần quan trọng. Đầu tiên nói về Sephiroth Tarot thì đây là một cái dự án mà đi có theo dõi từ khá là lâu rồi. Đi lưu những cái bức hình đầu tiên của cái tác giả này vẽ ở trên Pinterest. Và thực chất ra nó là một bộ board game các bạn. Bộ bài này được sáng tạo ra để chơi game chứ không phải là để với mục đích tarot ngay ban đầu đâu. Bởi vì là nếu mà ai biết thì bộ Sephiroth Tarot này á, cái này là bộ bài thôi, bên cạnh đó nó sẽ còn sách hướng dẫn và nó còn có thêm một cái khăn trải bản đồ để mà chơi game, board game, đúng board game luôn. Vì thế cho nên chúng ta cũng sẽ không có thể nào mà đòi hỏi cái bộ. Rồi, chúng tôi luôn có những cuộc gọi cắt ngang khi mà quay clip và quay trở lại. Thì cái hay của Sephiroth Tarot đó chính là cái nét vẽ rất là hiện đại, màu sắc hài hòa và những cái hình ảnh được mạ vàng một cách rất là tinh tế. Cho đến bây giờ thì đây là phiên bản mà tác giả tự in nha các bạn. Đây là phiên bản tác giả tự in, cho nên chúng ta cần phải đặt dưới góc độ là bởi vì đây là phiên bản của tác giả tự in thì mình sẽ không đòi hỏi quá nhiều về cái việc là chất lượng bộ bài nó như thế nào, về hộp hay gì hết, mà mình chỉ có thể đánh giá là tác giả đó vẽ cái artwork đó nó đẹp không, rồi cái ý nhị của tác giả trong cái hình ảnh đó đó, cái phối màu đó có đẹp không, vậy thôi là đủ rồi. Chứ mình không có hả có thể nào phán xét là tác giả hả in hộp bài đẹp không hay là gì hết. Nhưng mà tôi cũng sẽ nhận xét sơ qua để cho các bạn biết là Sephiroth Tarot có phải là một bộ bài đáng để mua hay không. Bởi vì đến nay thì đã có thông tin là Sephiroth đã bán bản quyền cho nhà Hay Hao rồi. Và nhà Hay Hao sẽ in tái bản lại nó. Đã đúng không? Đã, nhưng mà sẽ chuẩn bị công bố thôi, chứ là tầm cuối năm nay. Cuối năm nay Hay Hao sẽ tung ra bản Sephiroth Tarot, bản Hay Hao. Mà tôi tin rằng á, nếu mà khi mà tung ra thì cái nó sẽ có phần hơn với bộ này. Hơn một cái là hơn ở chiếc hộp. Về đầu tiên á, là hộp của Hay Hao sẽ làm đẹp hơn hộp của tác giả tự in. Hộp tác giả tự in á, là nó sẽ như vậy nè. Nó rất là kiểu ọp ẹp và hơi handmade một chút xíu. Nó mỏng manh yếu đuối luôn mọi người. Nó mỏng manh yếu đuối thật sự. Nhưng mà biết lý do tại sao mà tôi nói là các bạn nên mua cái bản này. Bởi vì thật ra bản nào nó cũng về artwork là nó đẹp như nhau nha. Về artwork, về hình ảnh là nó đẹp như nhau. Nhưng mà tại sao nên mua bản này? Bởi vì ở bản này tác giả không những mạ cạnh mà tác giả còn mạ những cái chi tiết bài mà ở bản Hay Hao sẽ không có cái điều này. Và đây mới là cái làm cho cái bộ bài này nó trở nên sống động và thú vị. Đó, ví dụ như đây là lá một kiếm, bạn nhìn thấy là cái thanh kiếm nó được tôn lên và với cái sự lấp lánh thì bạn nghĩ đi, quá đẹp, bạn thấy không? Và một trong những lá mà tôi có khá thích ở trong cái Sephiroth Tarot này nữa, cái bộ này thì của Dia đã khui rồi. Một chút xíu Dia sẽ xin phép cậu bé Nguyễn Thanh Thiện Nhân hôm nay bạn lên bạn mua bộ bài, cái bị kéo lại kêu thôi em mở bài luôn để anh review. Cho nên hồi sẽ xin phép Nguyễn Thanh Thiện Nhân mở bài ra xong rồi Dia sẽ ngồi cho mọi người coi lại từng lá ha. Thì có trong đây có một cái lá Hypatia. Dia siêu thích cái lá đó và bởi vì chính cái lá đó cho nên Dia đã vẽ ra một cái lá cái bức tranh của Hecate. Có ai có thể đem bức tranh Hecate vô đây để tôi khoe mọi người không? Này, xem đi, mạ cạnh này. Nghe đồn là bản của Hay Hao sẽ không có đâu. Đúng rồi, mà thiệt ra bản Hay Hao không có thiệt. Từ từ bà con Nguyễn Thanh Thiện Nhân này riết rồi khách khứa trong cái shop này á. Đây, nó nhờn quá rồi, đây. Thì đây là lá Hypatia, đây cái lá mà tôi siêu thích luôn. Thì bạn có thấy là cái hình ảnh chính thức là một cái người nữ đứng ở giữa, nhưng mà hai bên nó có cái hai cái có những cái mạ không? Rất là đẹp. Và điều đó đã khiến cho tôi kiểu gây ý tưởng để tôi làm cái bức này kiểu
quá tuyệt quá tuyệt kiểu vậy. Đó, thì chỉ tranh thủ khoe tranh thôi. À mà cái bức Hecate đó có bán nha, cho nên ai muốn mua thì nhớ ngỏ ý tôi sẽ bán cho. Rồi. Nào. Rồi, bây giờ mình về mình nhìn cái tổng quan trước khi mình vô cái artwork ha. Tổng quan dù là hộp hơi ọp ẹp nhưng chất giấy bài khá ổn, tức là trên điểm thang 10 á nha, thì cho cái chất giấy bài này tầm khoảng 7.5-8 điểm. Tức là nó không quá mỏng đâu, đúng không? Em thử coi đi. Tức là mình là những người dùng tarot lâu rồi á, mình cũng sẽ có những cái cách nhìn công tâm hơn đây. Mình sẽ thấy là thiệt ra này nó không có quá mỏng đâu. Đó, nó vẫn có độ cứng và độ đàn hồi nhất định của cái lá bài. Ừ. Và nhất là khi mà tác giả in cái mạ vàng này, cái ép kim này á, nó không có bị dây ra tay, nó không bị dây ra tay. Một số bộ bài cái kỹ thuật ép kim của ta hơi tệ, cho nên là nó bị dây cái vàng kim ra tay á, nó rất là bực bội. Còn đây bạn nhìn thấy là nó được bảo quản rất là tốt. Và cái hiệu ứng mạ này lên nó làm cho đi nhớ đến một cái bộ bài nó cũng đã từng làm như vậy rồi, mà dạo gần đây cũng làm mưa làm gió lại với một cái phiên bản Luna. Đó chính là bộ Ethereal Vision. Thì bộ Ethereal Vision cũng mạ như thế này, nhưng mà sẽ không phải là đi chi tiết, mà nó là đi những cái vòm cửa đằng sau xung cái nhân vật đó. Nhưng mà mỗi bộ nó đẹp khác nhau. Riêng với bộ này, cái hay ho của nó là nó đưa cái triết lý của cái cây Kabbalah, cái cây sự sống ở trong cái triết học của người Do Thái. Và nhất là nó kết hợp cái gì? Các cái cổ tự Hebrew, các cổ tự Do Thái vào trong đây. Cho nên đi cảm thấy là đây làm lại là một cái bộ bài nó ẩn chứa những cái điều thú vị. Tuy á là bộ ẩn chính rất là đẹp, nhưng mà bộ ẩn phụ thì có vẻ là nhiều người thì sẽ chê, là bởi vì bộ ẩn phụ nhìn thấy nó hơi nhợt nhạt. Ví dụ như là đây là một lá trong bộ ẩn phụ, đây là lá 9 6 cốc, đây là lá 6 cốc, nó hơi nhợt nhạt. Nhưng mà đối với đi á, với một bộ ẩn chính đã đủ đẹp như vậy á, thì bộ ẩn phụ nó nên nhường chỗ lại một chút xíu. Thì đây là một bộ ẩn phụ đi theo cái phong cách là bíp cạc, tức là nó chỉ để hình ảnh tượng trưng thôi, chứ nó không có hẳn là mô tả right away. Bên cạnh đó, cái hay của cái nhà này á, đó chính là đã có những cái artwork rất xinh. Vậy thì bây giờ tụi mình cùng nhau đến một artwork. Nguyễn Anh Thiên Nhân, em có thể bắt đầu mở bài rồi đó. Rồi em đưa lại gần gần đây để cho các bạn có thể nhìn chung, gọi là hưởng ké cái sự sung sướng của em. Đi Wow. Đó, thấy không? Bên trong tác giả cũng hả bọc siêu bài rất là ổn. Và ủa, tại sao nó lại là lá một cốc nằm đầu ta? Bộ của anh như là lá khác thì phải, anh nhớ nữa. Rồi, mình mở ra thử. Không biết nữa. Ê, nếu mà mình chứng thực là mình sẽ, hoặc là tao nhớ lộn. Mày mở thử, mày coi cái này thôi. Mon, tại vì Mon nó cũng thích bộ này. Là Mon với Dia là cùng nhau thích cái bộ này rồi, cho nên á là định là sẽ mua chung. Là nhưng mà tôi không biết bà thích bộ này, bà cũng không biết tôi thích bộ này. Em cứ kiểu canh theo dõi nhau thôi. Rồi. Đúng không? Rồi đúng rồi. Là A-cốc. À ok. Rồi ok. Rồi mời Nguyễn Thành Thiên Nhân bóc bài tiếp em. Rồi show up ra đây, show up ra. Cái back bài của Sephiroth á là nó vẽ cái con rắn Ouroboros. Nhưng mà tôi hơi mắc cười là hình ảnh nguyên cái bộ này thì vẽ rất là đẹp nha. Nhưng mà đến cái phần back bài thì con rắn này tôi cảm thấy nó giống như con cá chình vậy. Giống như con lươn vậy, nhìn cứ có cảm giác nó muốn đi làm lươn nướng vậy, kiểu vậy. Lẩu lươn. Rồi nhìn lại. Trời ơi em ơi, người ta có một cái thiết kế ở chỗ này nè em đây. Cái thiết kế ở chỗ này là để em có thể mở nó ra một cách dễ dàng đó em. Dạ rồi. Đây nè. Là phèn. Ủa. Đâu ở dưới này nó cũng có như vậy à. Nhưng mà ý là em sẽ phải xé đây nè, em xé nó vòng quanh đây nè thì nó sẽ dễ lấy ra hơn. Đúng rồi, đó. Rồi. Cũng y vậy nha.
không, đây, được rồi. Và đây, những cái lá bài nó rất là cứng cáp. Và các bạn nhìn thấy được là người ta ép kim á. Cho nên cái bộ bài này khi mà bạn mới mua về nó sẽ hơi khó để các bạn xào bài. Từ từ, xí. Tôi phát hiện chắc mẹ rồi. Đâu? Nè. Cũng không chấp lắm nha. Ừ, hơi hơi. Do khi mà ép kim thì nó phải chịu vậy thôi. Rồi, nhưng mà cũng ổn đi. Bộ bài này thì mới mua về hơi khó xào tí. Rồi mời em ngồi tắt từng lại thôi, để anh cho anh được phép cho mọi người show up coi từng hình nha. Giờ mình từ đội bộ cốc đi, lấy từng lá một, hai cốc rất là xinh luôn. Và coi những cái mã rất là tinh tế của tác giả nè. So cute. Bộ ủng phụ thì nó sẽ không có xinh như những chính, nó là biết kẹt. Nhưng mà ý là tôi nổi bíp kẹt thôi, nhưng mà cái bộ đầu tiên mở ra là bộ cốc á, với cái màu sắc chủ đạo là màu tím, là làm tôi hài lòng rồi. Đẹp lòng. Rất là đẹp lòng. Trời ơi, 10 cốc có này, kiểu đổ xuống quá là đẹp luôn ha. Thay cốc nè. Bây thì chỉ có người nha. Nay nè. Nay Queen này có người hết. Queen nè. Đẹp quá. King nè. Rồi qua tới bộ tiền nha. Hai tiền nè. Ba tiền nè. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Wow. Wow. Thích quá. Dân thiết kế mà nhìn này rất là thích nè, nó xếp rất đều luôn á. Kể cả cái bộ ẩn phụ của bộ này cũng làm mình hài lòng nữa. Nhưng mà bởi vì bộ ẩn phụ và bộ ẩn chính nó quá đẹp rồi á, cho nên cái bộ bíp kẹt, cái bộ số là bộ hoàng gia ẩn phụ, bộ ẩn phụ của hoàng gia, phần hoàng gia, hay bộ couch card nó đẹp. Cho nên là bộ bíp card nó được quyền hơi hơi gọi là thuần khiết lại, đơn giản lại. Tại vì đi cảm thấy là tác giả vẫn có hữu ý trong cái chuyện sắp đặt cái vị trí thanh kiếm này. Nhìn nó có cái cảm giác mặt say, có cảm giác là hơi hơi mặt say đó nha. Đẹp quá. Nếu mà chơi game thì sẽ chắc là sẽ hiểu thêm những cái ý. Đúng rồi, tức là nó sẽ có một cái cuốn sách để hướng dẫn chơi cái board game này riêng nữa. Ủa, có sách luôn hả? Có, nó sẽ có một cái cuốn artbook riêng nữa em. À rồi, trời ơi, nhắc về cái bộ này mình phải kể về cái câu chuyện là hành trình đi kiếm Sephiroth. Thì cái lần đó cái câu chuyện này nó khủng khiếp, và các bạn nên đề phòng chuyện này nha. Là lần đó đi có thêm một cái bạn kia tung lên là bạn đó đang có sẵn cái bộ Sephiroth này, và cùng cộng thêm artbook luôn, mà bạn đó bát lại có 1.400.000 thôi. Quá hồi. Và bạn đó đang ở Bình Dương, cho nên là mà bạn đó muốn là sẽ chuyển khoản để lấy luôn. Thì đi cảm thấy là ok, nhưng mà bạn xui cho bạn có đứa em là đi có đứa em ở Bình Dương, cho nên đi không có muốn phải tốn thêm tiền ship, cho nên đi mới nói là bây giờ bạn ở đâu để mà qua lấy trực tiếp. Thì bạn đó có đưa số tài khoản của bạn đó cho đi, số điện thoại để tra được ra số tài khoản ngân hàng luôn, mà có số tài khoản luôn. Bạn đó tên là bạn Ngọc Dung nha, bạn Ngọc Dung quê ở gì? Quê ở Bình Dương nha. Quê Bình Dương nhưng cũng không có ngay thành phố lắm. Xinh gái mà đừng chơi vậy nha. Thì tôi nghĩ là mọi người nên đề phòng những cái tình trạng này, đó là may á là lúc đó mà bạn này diễn lắm, tức là trong cái buổi tối đó diễn đến phút cuối cùng, nói chung là một cái diễn viên tài tình. Đến lúc mà đi lấy yêu nghề. Siêu tài tình, siêu manh, gọi là ranh mảnh luôn. Thì bạn này á nói với đi là thôi cứ qua lấy đi, thì nọ kia chỗ đàng hoàng lắm nha, đàng hoàng lắm. Tưởng được thôi. Tưởng đâu là sắp có bài rồi ai nhẹ đâu có ông bà. Nó chụp với lại cái ra giường nhìn rất là real. Ý là nhìn real lắm luôn. Ai nhẹ đâu trời ơi. Xong cái hả, xém tí là bị lừa rồi. Nhưng mà may quá, sao mà lừa quá đầu tôi được trời. Cũng
hên là có cái vũ trụ này mách bảo tôi không có đưa tiền trước á. Đó cho nên là bạn Ngọc Dung gì đó, bạn có đang coi clip của mình hoặc là ai có biết bạn Ngọc Dung ở Bình Phước, à lộn, Bình Dương mà định bán bộ Cirrus lừa tiền người ta thì kêu bạn bớt đi làm tao reader lại. Cũng định rồi, nhưng mà thôi mình nghĩ thôi, mình chừa cho bạn một con đường sống. Tại dù sao bạn sau này mẹ bạn cũng sẽ trở thành mẹ của sắp nhỏ, thì bạn thì cũng để phước để đức lại cho con cháu trong nhà đó, nói chung là vậy chứ không có gì đó. Bạn có bán không? Bạn còn không bạn ơi? Ừ. Đây nè, không trả lời luôn má. Ờ. Nè bà. Đó mà ý là cái bài đăng này á là có đăng ở trên cái group tarot buôn bán trao đổi. Xong sau khi mà đi biết đi bị lừa xong đi có vô đi comment ở phía dưới là cái bạn này bạn lừa. Là bạn này bạn nói là bạn bán gì đó, nhưng mà đến lúc mà đi qua lấy á thì bạn không có nghe máy. May quá là không mất đồng tiền nào của tao hết, không thôi là tao nhảy dựng lên rồi. Đồng tiền thì liền cứ khúc ruột mà. Rồi bây giờ đến phần quan trọng nè, đây là phần The Fool. Thì The Fool thì bộ ẩn chính trong đây á, nó có mang hơi hướng hơi một chút xíu theo kiểu kết hợp với thiệt ra nó kiểu hơi bị thoát á, nó hơi bị thoát, bởi vì trong thoát thì thường nó mới kết hợp thêm Hebrew là ký tự Do Thái nằm đây nè bé. Và trong bộ đi hai mà đi đang làm á là có cái yếu tố này, tức là có yếu tố ký tự Hebrew trong đó. Nhưng mà đi kết hợp Hebrew này với Right Away chứ không có là bộ ẩn phụ sẽ không phải là bíp kẹt như bộ đi một nữa, mà nó sẽ là có hình ảnh mô tả kiểu giống vậy. Nhưng mà tác giả làm bộ này tuyệt quá trời đúng mọi người. Đây nè, The Fool Magician có cái bộ phối màu của người ta nè, nhìn rất là nhu, nhìn rất là đẹp đó. Hai British trời ơi ngây ngất lòng người luôn rồi. Ai biết hai cái dòng tròn tròn hai bên đây là gì comment tôi nha. Comment nha. Không. Comment thưởng một cái ôm thật nồng nhiệt từ đi tới đó tập sự người lạ. Lỡ sao quá bay ra gần. À không, ôm Bluetooth. Ôm Wi-Fi, ôm Bluetooth. The Empress gọi sắp đến cái lá mà tôi muốn mọi người nhìn rồi. Ở trong bộ bài này thì nó có một vài những lá đặc biệt. À. Empress, sau đó đến Hierophant rất là đẹp đúng không? Và đây bắt đầu chúng ta có lá đặc biệt. The Lover trong bộ này có đến tận 3 lá bài. Và 3 lá bài The Lover này nó nói về các cái xu hướng tính dục khác nhau. Thì trong cái bộ đầu tiên này chúng ta thấy là một nam một nữ ha. Một nam một nữ. Rồi tiếp theo là mình nhìn thấy hai người là nam nam. Và cái thứ ba là mình nhìn thấy là hai người này cùng nhau là chuyển giới. Chuyển giới ha, thì bạn này là bạn chuyển giới nữ mà bạn mới chuyển phần trên thôi, bạn chưa có chuyển ở dưới. Bạn rất là mô phỏng, rất là chân thực, rất là dễ thương và hình ảnh cũng rất là đẹp đây nè. Đó, các cái màu sắc rất là xinh, các bạn thấy không, bộ Lover này quá đẹp đi. Đúng mà, cái gì nó cực mà. Đây là mặt trăng mặt trời, còn này là mặt trăng này mặt trời kiểu vậy, hay ha. Wow, Chariot nhìn thấy là biết nó chiến thắng sáng rực rỡ luôn á, quá đẹp. Strength, kiểu nhìn cái cô gái này đi, nhìn thấy bà đẩy đà mạnh mẽ cỡ nào chưa. Trời ơi, Hermit, quá đẹp. Ơi, thật sự luôn á. Wheel of Fortune, tôi thích nhất một cái hình ảnh đó nằm đây. Cái bộ ba nữ thần, bộ ba nữ thần định mệnh á. Hay ơi là hay luôn, tại vì thiệt ra ở trong cái bộ của Ditaro bộ 2 đang làm luôn. Thì lá Wheel of Fortune nó được đổi tên thành lá Destiny. Và anh lấy hình ảnh từ cái ý nghĩa của nữ thần Mokos. Nữ thần Mokos là một nữ thần thuộc cái văn hóa của Slavic. Và bả là cái bả có bộ ba người. Là một bà sẽ xe chỉ, một bà quay tơ và một bà quấn lại, một bà cắt chỉ. Ừ, kiểu như vậy. Justic, đẹp quá mọi người ơi, phải mua ngay thôi. Mà thiệt ra là tôi sợ đến lúc mà mọi người coi clip này xong là bài ở trên shop cũng hết luôn rồi đó, cũng sold out luôn. Tại ngày hôm nay còn có mấy bộ mà cũng có mấy bạn nhắn tin hỏi rồi còn kêu giữ lại nữa. Mà không giữ được, tại vì bộ này quá hot rồi, ai đến trước thì lấy. Đúng rồi, nói chung là gieo duyên thôi. Ủa coi cái lá tem đá khôn xe nè. Hiện tại tôi đang bị mắc kẹt lại với lá này nè. Ờ hiện nay anh đang bị mắc kẹt với cái lá Temperance á, anh chưa biết là phải làm gì với Temperance. Lá đẹp thì làm rồi, The Devil này, xinh quá ha. Quá đẹp. The Tower.
Trời ơi, có cái bộ màu nó quá dùng quá đẹp luôn, cái màu tím nè, cái màu tím đậm rồi xong đi chung cái màu đỏ hồng ở đây cũng rất là đẹp. The Store, wow, mắng đẻ mắng đẻ. The Moon, The Sun, con chim hạt đẹp quá ha. Mà The Sun này tôi có cảm giác nữ thần mặt trời Amaterasu ghê á, tự nhiên tại có con chim hạt á. Rồi đó bị nhắc đó. The Gate này là cái cánh cổng của lá chất mình, cánh cổng của thành Babylon. Đây. Ôi trời ơi. Bài em mà em cũng sẽ được coi. The World, quá đẹp. Và đây là hai lá bài đặc biệt, The Trees và The Abyss. Và khi nó ghép lại thì nó trở thành một cái bức tranh như vậy đấy các bạn. Đó. Thì chữ Abyss này mình có thể hiểu đây là cõi hỗn mang. Đây là cái cõi gọi là cái cõi vô tri vô giác, cõi hỗn mang hỗn độn. Để tạo, và từ cái cõi hỗn mang hỗn độn này nó mọc ra, tức là nó hình thành ra cái cây sự sống. Thì đây là cái ý hiểu của tôi thôi. Chứ còn nếu mà bạn về nhà thì các bạn có thể các bạn sẽ hiểu một ý khác cũng chả thành vấn đề, đúng không? Mà nó đẹp thật sự và nó làm hài lòng tôi bởi vì nó màu tím. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là tại vì nó màu tím, tại nó quá đẹp đi. Wow, cute. Tụi mình sẽ có một cái cuốn guidebook, một cái cuốn booklet nho nhỏ đi kèm với trong đây là hướng dẫn bằng tiếng Anh ha. Có tiếng Đức không? Chỉ cho con bé này đọc đi. Không tiếng Đức, không có tiếng Đức. Em nghĩ là nếu như mà với tiếng Đức thì nó phải dày thôi. Đúng rồi, này là gọi là với bộ tác giả rồi đó nè, với bộ tác giả. Đầu tiên là Art Production Designer là Elliot Baum và Vier Tenor. Jean Aubigny Aumier. Không biết đọc sao luôn á. Jam Button. Nhưng mà thôi, đây là mình sẽ ủng hộ tác giả đồ hàng real. Bởi vì thật sự là tôi biết là chỉ cần mấy tháng nữa thôi, sau khi Hay Hao ra mắt xong, nó hạ giá xuống nữa. Và sau khi mà Trung Quốc có được bản in này thì sẽ bắt đầu xuất hiện những cái bộ bài phát đầy trên mạng xã hội, trên Tiny World. Trên gì? Shopee đúng không? Và thiệt ra là tôi không có muốn chích chuyên mấy cái bạn xài đồ fake. Tại thiệt ra là ngày trước thì tôi cũng bắt đầu bằng những bộ bài fake, nhưng sau đó bởi vì là tôi hiểu được là cái giá trị công sức về mặt tinh thần của tác giả bỏ ra cho mỗi bộ bài là vô cùng lớn á, cho nên sau này là tôi toàn bộ bài mà tôi đã từng mua fake tôi mua real lại hết. Chỉ là nếu mà các bạn mà có quá khó khăn quá, như là mấy bạn học sinh đang trong thời gian tìm hiểu đó, thì có thể mua những bộ bài phát về để tìm hiểu trước. Đúng rồi, tức là bạn có tiền để mua. Dạ, đúng rồi, chứ tôi vẫn nghĩ là tụi mình vẫn nên trả công xứng đáng cho cái sản phẩm sáng tạo về mặt tinh thần á. Giống như, nói cái này mới nhớ nữa, hôm hổm tự nhiên có con mẹ đó. Có một cái bạn nhỏ kia, cái bạn gái nào đó rất là dễ thương vô comment ở trong trong kênh của tụi mình khi mà tụi mình review về bộ Asso & Hone. Bạn mới review là tụi mình review những bộ mắc tiền như vậy, thì cái bộ này cũng không quá mắc tiền đâu. Đây là cái giá trung bình cho một cái sản phẩm handmade mà với số lượng có hạn, thì tôi nghĩ là cái giá như vậy là quá. Của người ta mấy bạn ơi. Không phải giấy không mà in được xong cái này đâu. Xong mà tụi tôi bị bạn đó mắng là bạn đó nói rằng là tụi tôi kiểu lên đây khoe của, xong ta reader mà hỏng mà trần tục của ta reader cũng là người mà má. Bây giờ thì người ta có tiền thì người ta mua thôi. Bạn có thể mua. Xong cái gì? Bạn đó nói sao phải không? Ta reader người ta phải trải bài giúp đời. Ủa đâu ra vậy? Trời ơi, chứ không có đi làm từ thiện má. Trời ơi, người ta cũng không đăng lên bà. Trời ơi, ổn không? Cho nên là những cái clip ở đây tụi tôi review những bộ này để cho các bạn biết rằng là có những cái bộ bài rất là đẹp như vậy, và tụi mình nên tôn trọng cái giá trị sáng tạo, giá trị não trạng của những cái tác giả này, chứ không phải là giá trị của sự copy. Đó, đơn giản như thế. Chứ còn cái chuyện mà tụi tôi trải bài giúp đời hay tụi tôi giúp đời bằng cách nào thì chắc chắn là tụi tôi sẽ tự biết, chứ tại sao tụi tôi phải cho mọi người biết để làm gì? Cái người được giúp người ta sẽ biết. Không, đúng rồi. Không tới lượt các bạn hết đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ còn về mặt trải bài thì giờ tụi mình sẽ cần phải có bộ cũ bộ mới ha. Đây là bộ mới nè, còn đây bộ cũ. Đây là bộ này tôi đã xào rồi, tôi đã xào nhiều rồi. Đây là bộ của tôi đã xào nhiều rồi, cho nên là sẽ trải bài dễ hơn. Đây, giờ mình sẽ vuốt cái chiều lông cho nó thuận chiều, mình sẽ thử trải cho nó coi như thế nào ha. Đó, là mình sẽ trải nó dễ hơn rất là nhiều. Bài mới về thì sẽ trải khó, nhưng mà bài mà xài lâu rồi á
trải sẽ siêu dễ luôn và nó sẽ đỡ bay đó. Đây là đang trải xấu nha, không có đen không có đẹp nha. Đang giữ cái chân mày. Rồi đó. Thấy chưa, rất là mướt mát thôi. Nhưng mà đồng ý với một chuyện là do là nó mạ cạnh như vậy cho nên cái độ ma sát cái chỗ này nó khó để làm trải bài cho đẹp đó. Đâu hỏi lá bài coi là thì nào tôi có người yêu. Biết sao tôi nói vậy không? Tại cái bộ bài Sephiroth này á, thường người ta có một cái, có gọi là có một cái đồn đoán ở trong giới tarot thôi nha. Đó là có hai cách hồi xưa rồi nha. Cho nên mọi người đừng có judging tôi cái chuyện này nha. Là người ta có đồn đoán như sau, đó là một cái bộ bài á, nó sẽ kiểu cái khi mà tác giả họ vẽ á, nó sẽ có những cái hình ảnh mà nó sẽ gần gũi để đọc một cái câu chuyện nào đó nhiều hơn. Ví dụ như những cái bộ bài mà nó dễ thương, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, tinh tế thì mình lại cảm thấy mình thích đọc cái đó cho những cái câu chuyện như tình cảm, tình yêu, đúng không? Hay là những cái bộ bài mà nhìn nó quyết liệt, nhìn nó kiểu sáng, nhìn nó light mình, kiểu khai sáng thì mình lại muốn đọc cho những cái giống như là chữa lành hay là hướng dẫn, định hướng công việc này nọ kia. Thì cái đó là cái cảm quan của mọi người rồi ha. Thì tôi cảm thấy là Sephiroth là một cái bộ bài mà có cái màu sắc rất là đẹp, theo cái kiểu đó là được xây dựng có lớp lan và màu sắc rất là tươi sáng. Và nhất là cái lá bài đầu tiên mình mở ra là Ace of, cho nên tự nhiên tôi muốn đặt câu hỏi về chuyện yêu đương. Cho nên đây tôi sẽ cho những đối tượng đang không có bồ ở đây lấy bài. Còn cô gái ngồi đây có bà, có bồ rồi nên sẽ hồng nha. Rồi, đầu tiên Felix, come on, lấy một lá đi em. Đây, cái này thừa. Mình bóc cái lá thừa. Rồi, để đó. Mày quá chịu thấy. Em xoay cho thuận chiều của em đi. Rồi, ok, tôi sẽ lấy một lá để coi là chuyện yêu đương của tụi mình trong thời gian tới. Rồi, ai muốn đổi đầu đổi nha, tôi không đổi nữa nha. Rồi, 3, 2, 1, mở. Rồi luôn coi. À, dẹp nha. Lần nào cũng vậy vậy. À, tôi nghĩ rằng là cái chuyện hiện tại mà bạn cần phải phát triển về cái hỏi, nếu mà hỏi về chuyện yêu đương, tôi nghĩ là sẽ có cơ hội trong thời gian tới. Tuy nhiên có lẽ là muốn có cơ hội đó thì bạn cần phải phát triển nhiều thứ hơn, tức là có thể là phát triển cái lối tư duy hoặc phát triển cái môi trường sống của bạn. Có thể là bạn sẽ thay đổi môi trường làm việc, thay đổi môi trường sinh sống hàng ngày, kiểu như vậy. Còn ông kiểu vậy, kiểu thiệt ra là mình muốn hay không thôi á. Queen Shore cho chuyện yêu đương của bạn này thì bạn này là bạn đang không nói em kén nha, nhưng mà em kén thiệt á, em kén thiệt nha. Nguyễn Thị bé Thiện Nhân. Nguyễn Thị bé Thiện Nhân thì ở đây em có lá Queen Shore nên anh cảm giác là trong cái chuyện yêu đương trong thời gian sắp tới có thể em sẽ gặp một ai đó mà cái người này sẽ khiến cho em phải đắn đo rất nhiều. Còn tôi thì thôi khỏi nha, trời ơi, tám kiếm mà còn muốn yêu đương gì nữa. Giống như là tôi đang bị nhốt lại trong đây luôn, yêu cái kiểu gì nữa bây giờ, buồn quá à. Để bị nhốt lại xong là cái lòng niềm tin. Lòng niềm tin, nhưng... Tôi đã bị sụp. Thôi, nói chung là rồi sẽ ổn thôi, cho một lời khuyên đi Sephiroth. Nó kêu tôi sáo gậy ngược, nó kêu tôi chịu đi chứ sao giờ. Trời đất ơi, tôi buồn quá à. Duyên chừng nào thế thì nó sẽ tới. Duyên mình lỡ tình cũng đã thôi. Rồi, gặp nhau xin được níu kéo thôi. Rồi, cho nên thật ra là ngày hôm nay là một cái clip vui để review bài bộ Sephiroth, một trong những bộ bài đang rất là hot hit trong thời gian hiện tại. Và mong rằng là trong thời gian tới thì mọi người muốn đi review bộ nào nữa thì đi sẽ nói sau, hoặc là hiện tại mà có bộ nào hot thì đi cũng sẽ tung lên cho mọi người coi ha. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dia Tarot Tâm Sự Ngùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi Nguyễn Thanh Điền nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi bé lủng lủng. Ba lủng. Rồi bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cái tên này cả nước.